Thì em cũng đã được tham gia vào một số những cái hoạt động sống sinh hoạt của gia đình và cũng thấy là hiểu hơn đến những cái nét sinh hoạt của người Pú Péo. Ừ. Anh ngoài cái việc mà những cái nét sinh hoạt mà mình vừa tìm hiểu ấy thì em cũng biết là người Pú Péo còn có cái lễ cúng thần rừng rất là đặc sắc và được nhiều người biết đến. Thì lát nữa anh có thể là giúp em tìm hiểu sâu hơn về cái lễ hội này của mình được không ạ? Tôi được những người dân trong thôn dẫn lên một khu rừng phía sau nhà và qua trò chuyện tôi được biết người Pú Péo có quan niệm rằng cây to là nhà của rừng nên không chặt, dù canh rụng cây đổ cũng không lấy đun, vì họ ý thức được việc bảo vệ rừng từ góc độ giá trị tâm linh cho đến những giá trị hiện thực mà rừng mang lại cho cuộc sống và con người nơi đây. Có lẽ chính vì điều này mà đã giúp cho những khu rừng ở phố Là ngày một xanh hơn. Quý vị và các bạn, sau một chặng đường khá vất vả, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực một ngôi rừng với khung cảnh rất là bao la rộng lớn. Đây không biết có phải là nơi để tổ chức lễ cúng thần rừng hay không, chúng ta cùng hỏi chú Tráng Mìn Hồ nhé. Thưa chú ạ, đây có phải là nơi tổ chức lễ cúng thần rừng hay không ạ? Vâng. Thường thì mình tổ chức lễ cúng thần rừng ở trong rừng rồi, nhưng mà thường là ở cái địa điểm cụ thể là... Địa điểm cụ thể thì cũng theo từng năm. Thì cũng có những từng năm ấy, nếu không mưa ấy thì chúng tôi sẽ lên đây. Bởi vì đây là nó có một cái cây to ở đây. Cây rừng to ở đây. Có thể là người Pú Péo tôi thường thường hàng năm tôi mới làm đây. Và cái điều đấy có ý nghĩa như thế nào? Tức là cúng để cầu xin để cho tất cả bà con trong xóm này, anh em con cháu trong xóm họ hàng đều khỏe mạnh. Và những cái mùa màng nó được tốt và con người được an lành. Lễ cúng của chúng tôi thì thường gồm có các phần, tức là bước đầu cúng sống hai con gà, và bước thứ hai thì mới cúng dê, cúng sống con dê. Cái bước thứ ba là chúng tôi cúng gà chín, rồi đến bước thứ tư thì chúng tôi mới mổ dê xong cúng, rửa chân tay và mồm miệng của con dê ấy để cúng. Cúng xong bước thứ năm là lại lấy cái con dê về vật lăng hết, xong là mổ thành miếng xong để ghép lại cúng. Là lúc đấy là cúng thịt, cúng cái thịt ghép. Bước thứ sáu thì chúng tôi mới lấy gan rồi thịt của con dê thì mỗi thứ một tí về để luộc chín xong là cúng, lại cúng tiếp với con dê và cúng gà chín nữa. Thế là xong bước thứ sáu là có 6 phần. Ngoài dịp Tết đầu năm mới thì lễ cúng thần rừng cũng là buổi lễ cộng đồng lớn nhất, quan trọng nhất của người Pú Péo. Dù đi đâu, làm gì, con cháu cũng nhớ đến ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch hàng năm về sum họp với gia đình, bản làng, dâng lễ vật lên thần rừng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi và tạ ơn thần rừng đã phụ hộ trong năm qua, hứa sẽ dạy bảo con cháu bảo vệ rừng. Quý vị và các bạn, lên đồng văn vào những ngày hè không ai có thể bỏ qua lễ cúng thần rừng của người Pú Péo. Người ta đến đây là để hòa mình với thiên nhiên, để cảm nhận không khí linh thiêng của trời đất vào những ngày hạ chí, để thấy được tình người gắn kết với thiên nhiên một cách hồn hậu và thuần phát, xua đi những phiền muộn trong cuộc sống.